Con là con yêu dấu của cha.
Cha hài lòng về con. Sứ mạng của Chúa Giêsu đã mở ra một thời đại mới và có ảnh hưởng trên toàn thể thế giới cho đến ngày tận thế. Tuy nhiên, để có thể tiếp nhận và sống trong thời đại mới này thì cũng cần phải có những con người mới thích ứng được với những đòi hỏi mới, như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Thời nô dịch, thời bị diệt đã mãn, và hãy mở một con đường thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi để cho Thiên Chúa được đến. Lời kêu mời này đòi hỏi một sự căng tâm đổi mới, uốn nắn lại cuộc đời và sống cho nghe thẳng trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Thật vậy, để tiếp nhận được tin mừng của Đức Kitô, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chấp nhận một cuộc biến đổi lột xác để trở nên con người mới, con người tin mừng. Và Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Kitô nơi bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe đã chỉ cho chúng ta thấy phải biết sống như thế nào để trở nên con người mới, con người tin mừng. Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta hãy từ bỏ lối sống cô lô và những đam mê trần tục, biết sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Anh Raphael Hoàng Vũ và chị Catalina Hoàng Vũ Ngọc Quyên, anh Đào Tư Nguyễn Văn Thiện và chị Mariana Vũ Thị Trang rất thân mến. Có thể nói hôm nay là một ngày vui rất đặc biệt của các anh chị. Bởi hôm nay, trước mặt cha mẹ hai bên và những người thân trong gia đình, và dưới sự chứng dẫn của Thượng Tác Viên Bộ Thánh và Cộng đoàn, anh chị sẽ chính thức công khai nói lên lời ưng thuận, nhận nhau làm vợ chồng. Anh chị chính thức công khai nhìn nhận một nửa kia của mình để rồi cả hai được trở nên một. Việc kết hợp nên một của các anh chị ngày hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài, hành trình ơn gọi sống bậc hôn nhân gia đình. Vấn đề đặt ra là các anh chị sẽ phải làm gì để mỗi ngày việc nên một của các anh chị ngày càng được trở nên hoàn thiện và bền vững hơn. Thiết nghĩ trong thời gian yêu nhau, chắc các anh chị cũng đã có kinh nghiệm rằng tình yêu mà anh chị dành cho nhau không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng êm ái. Có những lúc anh chị sẽ ngất ngây vì hạnh phúc, vì đã yêu và được yêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, anh chị sẽ cảm nhận được rằng không chỉ có những giây phút bình an mà thôi, nhưng luôn kèm theo những sóng gió. Những sóng gió ấy có thể phát xuất từ những mối bất hòa, những mâu thuẫn trái ý, những xung khắc, những hiểu lầm, những khác biệt của hai người. Và nhất là những thần tượng mà trước đây anh chị tôn phong cho nhau đã phần nào bị suy giảm, hay là các anh chị phát hiện ra những khuyết điểm, những tính nết không mấy tốt đẹp mà trước đây không thể thấy bao giờ, nhưng nay lại xuất hiện nơi mỗi người. Và tất cả những điều ấy có nguy cơ làm tiêu tan ý định nên một của các anh chị. Tuy nhiên, những cơn sóng gió, những xung khắc ấy sẽ nuôi dưỡng và làm phát triển tình yêu mà anh chị dành cho nhau, nếu như các anh chị biết tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau, biết tha thứ cho nhau, biết nhường nhịn nhau. Mà để có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt ấy, anh chị được mời gọi ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô, là đấng luôn tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của chúng ta.
trong đời sống hôn nhân của các anh chị. Việc nên hộ của các anh chị không có nghĩa là anh bắt chị phải giống mình hay ngược lại, nhưng là các anh chị luôn biết tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau. Một triết gia đã nói như sau: yêu nhau nên ngồi với nhau không có nghĩa là xóa bỏ mọi khác biệt, cũng không có nghĩa là bắt người khác phải nên giống mình. Sự hòa hợp chỉ có khi hai bên biết tôn trọng những khác biệt của nhau. Mà biết tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau thì chưa đủ, mà còn phải biết chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau nữa. Không thể nói thật sự là yêu khi chưa yêu những khuyết điểm của nhau, và không thể nói thật sự là yêu khi người ta không yêu cả những gì thiếu sót nơi nhau. Và chỉ tình yêu mãnh liệt ấy mới có thể xua tan những hiểu lầm vụn vặt nảy sinh trong đời sống chung. Hãy để cho tình yêu còn nhiều giới hạn của anh chị được thâm nhập vào trong tình yêu bao la và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu của các anh chị dành cho nhau lên tiếng trước khi ý muốn cá nhân của các anh chị được lên tiếng. Được như thế thì tình yêu mà các anh chị dành cho nhau sẽ càng ngày trở nên hoàn thiện và bền vững, sẽ được đặt trên nền đá vững chắc. Dù có mưa đổ, sông chảy, gió bão nổi lên và lùa bạc, thì tình yêu mà các anh chị dành cho nhau vẫn luôn đứng vững. Các anh chị rất thân mến, ước mong trong mọi hoàn cảnh của đời sống hôn nhân gia đình, các anh chị luôn biết ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, và nhờ đó các anh chị biết dấn thân, biết hy sinh, biết phục vụ, biết tôn trọng và biết chấp nhận những khác biệt của nhau. Nếu biết trân trọng, biết yêu thương nhau thật sự và mãi mãi luôn khám phá về nhau, thì đó mới là một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu đi đến cùng của một cuộc đời, một tình yêu mà hôm nay Đức Giêsu đang mời gọi các anh chị. Sự gì Thiên Chúa đang kết hợp, loài người không được phân ly. Xin Thiên Chúa gìn giữ và gắn bó các anh chị, liên kết các anh chị không phải chỉ là 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng là suốt một cuộc đời. Xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho tình yêu mà các anh chị đã dành cho nhau. Amen.